Bây giờ nhá, mà không có máy nào ở trong này nhá thì mày... Tao sẵn sàng dâng hiến thân xác của tao cho anh Tân. Nhá, mày mở đi. Thế nào tao không mở nữa. Và với những bạn nào quan tâm đến những sản phẩm Huawei P30 hoặc là P30 Pro thì đừng quên rằng là từ ngày 3 tháng 4 đến ngày 12 tháng 4 sẽ có chương trình đặt hàng cực kỳ hấp dẫn tại Samsung. Và đường link mình sẽ để ở bên dưới nha. Chịu. Hả? Mọi chị game này. Ê, yo, chị mới nghe. Mấy giờ chiều đã ngủ đây. Mì này. Mày có biết hôm nay ngày gì không? Ngày gì? Hôm nay ngày 3 tháng 4. Tháng 4 hả? Hôm nay tao định là tao sẽ tặng mày món quà cảm ơn mày vì trong quãng thời gian tao buồn bực mày đã chấp nhận đi quay cùng tao. Năm vừa qua em đã chịu khổ nhiều. Cho nên ngày hôm nay anh quyết tâm và anh đã sắm một dàn Huawei P30 Pro, P30 Lite, P30. Ngày hôm nay em cứ mổ hộp hộ anh, em mở con nào anh tặng em con đấy. Lừa tao rồi đi, tao ngủ. Khổ con đấy, tiền tươi tóc thật. Mình nghĩ tao tin là hôm nay ngày cả tháng 4. Đây, tao mua hẳn máy cho mày rồi này. Mày đến điện quá. Mày hộp không đúng không? Xong rồi bây giờ tao mở hộp ra xong không có gì, mày sẽ cười vào mặt tao. Mày đã thấy sức nặng chưa? Mày đã thấy sức nặng chưa? Bây đây. Giờ này có 7 cái, mở luôn 7 cái nhé. 7 cái muốn mở luôn. Ôi, sao lại có Leica logo ở đây này? Đấy. Đấy. Ui. Mày mày cấu tao cái. Đây, 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 đây. Đấy, đã bảo rồi, có máy mà. Anh Tân ơi, em không đến được với anh rồi. Ui, mày mới có luôn này. Ôi, bạn tôi, mày trúng Vietlott à? Không, tao, thực ra là tao đập lợn, đáng lẽ để tiền dành cưới vợ. Nhưng mà người yêu chia tay rồi, tao quyết định ở vậy cả đời. Ui, bọc các thứ. Ui, còn có cả ốp này. Máy thật. Tặng máy thật. Bóc được bao nhiêu thì lấy bao nhiêu. Bóc được bao nhiêu thì lấy bao nhiêu. Màu xanh thế nào thế? Ui, bóc đi. Bóc luôn, bóc luôn. Ui, ui. Ui lại, còn màu khác, màu khác, màu khác. Màu khác thì màu khác. Bóc luôn đúng không? Của em là bóc luôn rồi. Bóc đi, bóc đi. Ui. Kiểu vân tay đằng sau đúng không? Vân tay đằng sau. Nhưng mà nó cũng đẹp. Đấy, bật buồn đấy. Rồi, ok. Ngon, ngon, ngon. Em thấy không? Ui. Cái giao diện của nó là giận MIUI 9.0 mới nhất luôn. Ui, 9.0 được. Quá chuẩn. Trời, Android 9 luôn. Ui, RAM 6GB. Vừa nãy là chung nó mở được hai hộp, tôi lấy hai máy đấy chị ạ. Đây là em nhường chị đấy. Đấy nhường chị lại bao hộp đấy chị. Mở đâu chị lấy luôn đâu. Mở là. Xe chắc máy an toàn cẩn thận chứ không lại liên lụy danh tiếng của em. Cũng đầy đủ phụ kiện luôn đúng không? Đầy đủ phụ kiện luôn. Đó. Đấy, đây là con xịn nhất là con P30 Pro. Thế luôn á? Vâng. Chị xem màu này. Wow. Siêu đỉnh luôn. Wow. Màu đẹp đấy. Ôi sao lại trắng trắng sao xanh xanh này. Vấn đề cái em ạ. Ôi màu đẹp ấy. Ôi màu này cũng xinh này. Ừ, cả hai màu đều xinh mà. Trời ơi, đấy. Mà đấy. Màu em chưa thấy bao giờ luôn đấy. Em thấy kiểu gradient các thứ không? Ừ. Bảo rồi em là đã rất tinh tế lựa chọn màu này cho chị đấy. Thế nên là gọi là màu gì em? Breathing Crystal. Breathing Crystal. Cái tên rất là nhẹ. Ôi, tôi thấy cái màu này rất là hợp với tóc tao đấy. Đấy các bạn thấy tóc nó mới nhuộm lại. Thế này có đầy đủ phụ kiện không? Sao lại kiểm tra ạ? Em thấy cái củ sạc nó to này không? Ui, cái này to này chắc sẵn nhanh nhanh nhỉ? Chuyện 40W mà, gấp 8 lần cái quả iPhone phủng của em. Ui, được đấy, thế em đổi máy cho chuẩn rồi. Tiếp theo là cáp ok. Đầy đủ. Chip đầy đủ, được, em lấy được có hợp lý ấy. Chất nhỉ? Ui, thích. Con này mấy cam đây anh? Đây nhá, có 1 cam này, 2 cam, 3 cam, có thêm 1 cam chiều sâu bên này nữa. Ui, 4 cam, vãi trưởng nhỉ? Cấp luôn. Rồi ăn đấy. Cái này nó có zoom 5x. 50x đúng không? 50x. Ui, con này. Xin cái phòng trọ của em ngắm sang cái ký túc xá bên cạnh. Em thấy không? Nhà đối diện toàn ui, thấy không? Đỉnh nhờ. Mượt mà, mượt mà. Nếu ba máy này chị thấy thế nào? Chị mở hộp ra mình thấy ba máy này thế nào? Chị đẹp. Chị thấy thích nhất là máy này này. Chị phải dùng luôn được. Selfie nào? Selfie. Ôi. Nhường ạ. Ảo ghê cơ. Đây là portrait. Đấy, có cả chế độ chụp chân dung các thứ luôn chị ạ. Có chế độ làm đẹp luôn này. Thinner face. Đấy, đúng rồi. Là cái, em nghĩ là cái này nó rất hợp với mặt của chị. Là mình bóp lại chút xíu là mình nhìn hợp lý rồi. Mày đi ra đi, Để tao tự nhiên. Mày tặng tao ba cái này rồi gì? Vâng, đúng rồi chị. Ok, thôi đi. Ủa, nhưng mà pin củng nào mày? Pin được không? Pin á? Ừ. Nó trâu gấp 3 lần cái fruit phone của mày đang cầm. Hợp lý. Hợp lý. Đấy các bạn ơi, có ai hợp lý. Hộ thằng này đi hộ cái luôn này. Ok, thế vậy là ngày hôm nay mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ đã tặng cả mọi người những chiếc P30 Lite, P30 và P30 Pro. Cá nhân mình tin rằng là quà đã trao tay không ai nhắc đến người cũ trước mặt mình nữa. Tao vừa nghe cũ của mày up story này.
Mi, mày có tin là tao lấy lại máy không? Không, chả thấy nó ăn cái gì. Chào các bạn nhé. P30 mà. Ừ. Nhưng mà không gì mình nghĩ. Tao dùng P30 Pro cả tuần nay rồi. Thế tức là mày không lấy được không? Không lấy. Tao có rồi, tao cần gì của mày nữa.